đồ ăn đám cưới miền Tây. Cái này có mở quán ở đâu không? Có chị, em bán đồ nướng ở trên cầu Tân An trên đây nè. Nhìn ngon á, ăn ngon, cảm giác ngon. Mềm không chị? Mềm. Cái thịt nó, cái da nó vẫn còn dai. Dạ, đúng chưa rồi. Được cái này, giòn. Tại cái này nướng cái bếp này nó không có dai giòn được chị. Bếp này không phải bếp chuyên dụng để quay heo. Này quay gà, quay gà, quay vịt. Ngồi cái món nướng này ra còn món gì nữa không? Em bán hả chị? Vụt nướng chị. Vụt nướng, cánh, đùi nướng vậy đó. Nhà chị cũng gần ở đây hả? Không, ở bên Mỹ Long, ở Bình Thạnh. Bình Hòa, xã Bình Thạnh. Mình vô hội trường nha mọi người. Đây cô dâu chú rể đây. Hội trường nha. Này cô dâu đẹp, chú rể cũng đẹp.
khung cảnh đám cưới.